Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Thưa quý vị, hiện nay nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc hứng lượng mưa kỷ lục trong hơn 60 năm qua, khiến đường phố ngập trong nước lũ, nhà cửa, ô tô bị cuốn trôi. Theo Reuters đưa tin, nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá bởi các cơn bão nghiêm trọng gây ra lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Đường phố biến thành sông trong khi ô tô và nhà bị cuốn trôi ở ít nhất 2 quận ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc hôm Chủ nhật. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực lên mức kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Tại khu vực Quảng Tây lân cận, 5 dân làng đã thiệt mạng khi một ngôi nhà xây bằng gỗ bị sập trong những trận mưa xối xả. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, các vụ lở đất và sập đường khác cũng đã được ghi nhận. Mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Thông thường, miền Nam Trung Quốc xuất hiện mưa lớn vào tháng 6 hàng năm do luồng không khí nóng ẩm ở miền Nam gặp khối không khí lạnh hơn từ miền Bắc thổi xuống. Tuy nhiên, trong năm nay, các trận bão sớm vào mùa hè đã gia tăng cường độ và kéo dài bất thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo Cục Thời tiết địa phương, trong lịch sử, Trung Quốc là quốc gia thường xảy ra lũ lụt vào mùa hè. Nhưng trong thời gian gần đây, nước này trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân. Vào tháng 7 năm 2021, hàng trăm người đã thiệt mạng trong trận lũ lịch sử ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc, trong đó một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Thưa quý vị và các bạn, theo Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn những ngày qua đã khiến sông lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vỡ bờ và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu. Hôm nay, cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam cũng như ở thành phố Trịnh Châu đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất, dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết tháng. Trong khi đó, ít nhất 31 hồ chứa cỡ lớn và trung ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy các đường phố ở Hà Nam chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Nhiều tuyến đường cao tốc phải phong tỏa trong khi nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy. Nhiều người dân đã kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng do vừa bị lũ cô lập, vừa chịu cảnh mất điện. Tại Trịnh Châu, lượng mưa đo được trong vòng 24 giờ qua là 457,5mm, cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu lượng mưa tại thành phố hơn 10 triệu dân này. Mưa lớn kéo dài khiến sông Hoàng Hạ ở Trịnh Châu vỡ bờ, nước tràn vào các đường phố, buộc chính quyền phải tạm ngừng toàn bộ dịch vụ tàu điện ngầm. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đục ngầu ngập đến ngang lưng hành khách tại một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ, lính cứu hỏa đã được điều động để triển khai cứu hộ tại thành phố. Hơn 10.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ở thành phố Nhữ Châu, đường phố cũng biến thành sông, cuốn theo ô tô và nhiều phương tiện khác. Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên hậu quả của nó ngày càng tồi tệ, một phần do đô thị hóa quá nhanh và biến đổi khí hậu. Trong mùa hè này, thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải sơ tán do lũ lụt và sạt lở đất. Đầu tháng này, thành phố Hòa Điền, khu tự trị Tân Cương ghi nhận lượng mưa phá kỷ lục. Một cư dân mạng phải thốt lên lượng mưa trong tháng này bằng cả lượng mưa 2 năm qua cộng lại. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng ở các tỉnh miền Đông, bao gồm cả các trung tâm sản xuất, do lượng tiêu thụ điện tăng vọt trong thời tiết nắng nóng. Kính thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc hiện nay đang hứng chịu những cơn mưa xối xả. Lượng mưa vô cùng lớn đã gây ra hàng loạt trận lũ quét và sạt lở đất, làm cho Phượng Hoàng cổ trấn bị nhấn chìm trong nước lũ, khiến 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 hecta hoa màu bị phá hủy. Đài CNN trích dẫn báo cáo của các quan chức Trung Quốc cho hay, mưa xối xả nhiều tuần nay ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người đã thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng.
địa danh nổi tiếng Phượng Hoàng cổ trấn của tỉnh Hồ Nam cũng chìm trong lũ quét. Hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết trong tuyên bố đưa ra hôm vừa qua, mưa lớn đã khiến mực nước sông và hồ dâng cao đáng kể. Tất cả các cấp trên toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn ảnh hưởng gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam và một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử. Hãng thông tấn này dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền các địa phương miền Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây đã tăng cường các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, ban hành cảnh báo đỏ để ứng phó với đợt mưa lũ lần này. Ở nhiều địa phương bị ngập nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm nhỏ tiếp cận từng khu dân cư để sơ tán người dân. Nhiều ngôi nhà bị ngập nửa người, gia đình bị mắc kẹt trên tầng 2. Cục An toàn Hàng hải ở một số thành phố đã áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông đường thủy để đề phòng nguy hiểm do nước sông dâng nhanh. Các nhà chức trách đã gửi lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Cuối tháng trước, lũ lụt và lở đất đã cướp đi mạng sống của 8 người ở tỉnh Phúc Kiến, ven biển, 5 người ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam và 2 trẻ em bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Tây. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mùa lũ năm nay. Bắt đầu từ tháng này, sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía đông châu Á, bao gồm cả miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm 2021. Quả thật năm ngoái, Trung Quốc đã phải trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu, chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không hề để ý đến năm cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Nước lũ tràn vào các đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm của thành phố khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và 12 người trong số họ thiệt mạng. Mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều nơi ở Thiểm Tây, Hà Nam, Trùng Khánh, Sơn Đông của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm ngàn người, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình công cộng, nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Hơn 88.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm gia súc bị chết và hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trước mùa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Đà Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam với các khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông có lượng mưa lên tới 150mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu gồm 4 cấp với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến lũ trên 25 con sông vượt mức báo động. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ ngày đầu tháng 6, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu vực sông Châu Giang.
lượng mưa tích lũy ở phía đông nam Quý Châu và phía bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm và đến 200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dương Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liễu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Liễu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang vẫn sẽ có mưa trong tuần tới. Mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai, lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Được biết, kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã trải qua 8 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sùng Tả ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây giáp với Việt Nam sáng và trưa ngày hôm qua vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Có thể thấy trận lũ lụt đang diễn ra là kết quả của những đợt mưa liên tiếp diễn ra trong chiều ngày. Tại khu vực phía Nam Trung Quốc, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc vào mùa hè. Các khu vực này thường xuyên có mưa lớn. Có thể thấy là mặc dù đã được dự báo trước, trận mưa lũ này cũng gây ra hậu quả nặng nề cho Trung Quốc. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.